trình gì nhất? Con thích chú gì? À, thế chị nào hát bài Mặt Trời Bay? Thế con thì con thích ai? Con thích ai trong đồ đây mí? À, anh Nhật Tiến. Đó là một trong những video đã được khán giả gửi về cho chương trình Doremi Online. Có lẽ đây cũng chính là một món quà đặc biệt của khán giả với ekip những người thực hiện chương trình Doremi, là động lực để ekip mang đến những món ăn tinh thần ý nghĩa cho các bạn nhỏ trong mỗi dịp hè.